Thông tin thú vị mà có thể bạn chưa biết, phần 37. Có bao giờ bạn nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi không biết giữa vũ trụ bao la ngoài kia đang tồn tại tất cả bao nhiêu ngôi sao? Trước khi tính toán số lượng của các ngôi sao trong vũ trụ, đầu tiên chúng ta phải ước tính số lượng của các thiên hà. Rải rác khắp vũ trụ là các thiên hà, bên trong thiên hà là các cụm sao, hành tinh, khí và bụi trụm lại với nhau. Giống như loài người, các thiên hà rất đa dạng, chúng có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau. Trái đất của chúng ta nằm trong hệ ngân hà, một hệ thiên hà xoắn ốc. Các ngôi sao trong hệ thiên hà này tụ lại tại các nhánh xoắn ốc xoay quanh trung tâm của nó. Các thiên hà khác có hình elip, giống như hình quả trứng. Một số thiên hà thì lại không theo quy luật, với nhiều hình dạng khác nhau. Các nhà thiên văn đã chụp những bức ảnh rất chi tiết về các vùng nhỏ của bầu trời và đếm tất cả các thiên hà mà họ nhìn thấy trong những bức ảnh đó. Kết quả là họ đã đếm được khoảng 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Còn riêng về phần các ngôi sao, mỗi ngôi sao ứng với một hành tinh. Các nhà thiên văn học không biết chính xác là có bao nhiêu ngôi sao trong mỗi 2.000 tỷ thiên hà đó. Hầu hết đều ở rất xa, không có cách nào đưa ra con số chính xác, nhưng ta có thể phỏng đoán dựa trên số lượng các ngôi sao trong hệ ngân hà của chính chúng ta. Theo quan sát và ước tính, hệ ngân hà của chúng ta có khoảng 100 tỷ ngôi sao. Sử dụng hệ ngân hà làm chuẩn, với mỗi thiên hà ứng với 100 tỷ ngôi sao, rồi đem nhân với con số 2.000 tỷ thiên hà, thì chúng ta sẽ được kết quả là 200.000 tỷ tỷ các ngôi sao, một con số lớn đến mức khó tưởng tượng.